Chuyển sang các tin tức thế giới. Nhà Trắng trong ngày 9 tháng 11 theo giờ địa phương, tức ngày 10 tháng 11 giờ Việt Nam đưa tin. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời người kế nhiệm Donald Trump đến Nhà Trắng vào tuần tới. Cuộc gặp này là thông lệ giữa Tổng thống sắp mãn nhiệm và Tổng thống đắc cử Mỹ để đánh dấu bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 9 tháng 11 thông báo cuộc gặp sẽ diễn ra tại phòng bầu dục Bà Melania Trump, phu nhân tổng thống đắc cử, cũng đã được mời đến Nhà Trắng gặp đệ nhất phu nhân Joe Biden, nhưng hiện chưa rõ thời điểm diễn ra cuộc gặp. Cuộc gặp này vốn là thông lệ giữa tổng thống sắp mãn nhiệm và tổng thống đắc cử Mỹ. Tuy nhiên, vào năm 2020, sau khi thất cử, ông Trump đã không đón tiếp ông Biden tại Nhà Trắng theo thông lệ. Ông Donald Trump đang dần xây dựng đội ngũ nội các mới và đã cho biết ông đánh giá cao sự cống hiến của hai nhân vật, cựu đại sứ Nikki Haley và của Ngoại trưởng Mike Pompeo, nhưng không mời họ tham gia chính quyền mới. Nhân sự đầu tiên được ông Trump chọn cho chính quyền mới là bà Wiles, cố vấn chiến dịch tranh cử của ông, người được đánh giá là đã có công lớn đưa ông Trump đến Nhà Trắng trong kỳ bầu cử năm nay.